Trương Tiểu Hàn ác mộng của nhiệt ba dương dương ngô lỗi Những ngày vừa qua cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước ồn ào Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ly hôn Tất nhiên đây là chuyện không có thật Nhưng nó lại gây ảnh hưởng rất lớn với vợ chồng Từ gia Bởi thế mà cả Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trước nay im lặng hưởng hạnh phúc Giờ phải tức giận lên tiếng Đồng thời đâm đơn khởi kiện Trong số những blogger tới công chuyện với vợ chồng Long Thi Một cái tên đỉnh đám của giới ăn dưa Người thường xuyên tung tin hẹn hò của các sao trở thành cái tên ác mộng của nhiều fandom, đó là Trương Tiểu Hàn. Theo chúng tôi tìm hiểu được thì Trương Tiểu Hàn là một cô gái. Từng có rất nhiều người nhầm lẫn Tiểu Hàn là con trai do anh của cô thường xuyên lo chim. Thế nhưng sự thật lóc cờ Trương Tiểu Hàn là một cô bé chuyên núp nùm. Trung dưa hẹn hò của các ngôi sao qua những tấm truyện tranh và đặc biệt không bao giờ chỉ đích danh ngôi sao nào. Chỉ gợi ý cho mọi người bằng những đặc điểm quen thuộc. Cũng nhờ nước đi thông minh này mà Trương Tiểu Hàn chẳng bao giờ bị các ngôi sao sở đến. Dù cho cô nàng, Tung Dưa làm ảnh hưởng đến bao người nổi tiếng. Chúng tôi nhớ vừa mới năm ngoài thôi, fan của địch lại Nhật Ba phải tức xì khói chỉ vì thần tượng của mình bị Trương tiểu hàn tung dưa. Ám chỉ đang hẹn hò với Hoàng Cảnh Du, người từng đóng chung với Nhật Ba trong hạnh phúc trong tầm tay. Vẫn kiểu ám chỉ lâm lửng quen thuộc, Trương tiểu hàn chỉ nói rằng cả hai quá ngọt ngào, fan đừng mạnh miệng quá. Mắc công, hai người công bố lại không có đường nuôi. Kèm theo những lời này, Trương tiểu hàn share lại một bài viết của fan Hoàng Cảnh Du, cũng có blogger, cho là fan của Dĩ nhiên coi những chi tiết này, ai cũng nên tưởng tới nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Còn Trương Tiểu Hàn cô chẳng nhắc tới nhân vật chính, chỉ là xem một bài viết thôi ai mà kiện được. Không chỉ nhiệt Ba, Dương Dương cũng từng sắp mặt vì màn tung dưa chuyện tranh của Trương Tiểu Hàn. Cô nàng chỉ xe những bức chuyện tranh ám chỉ sau năm hẹn hò với một cô gái, rồi còn không muốn cô ta dính bầu. Những chi tiết trong tấm chuyện tranh khiến người ta liên tưởng tới Dương Dương bởi trước đó anh bị nghi hẹn hò với Kiều Hân. Quản lý của Dương Dương sau đó rất tức giận, cho rằng sẽ thu thập bằng chứng khởi kiện dù chuyện tranh của Trương Tiểu Hàn không nói rõ tên ai. Sau đó thì câu chuyện cũng dần chìm xuống, Trương Tiểu Hàn vẫn còn bình yên, còn Dương Dương thì bỗng dưng bị ảnh hưởng danh tiếng. Ngoài nhiệt ba Dương Dương, Ngô Lỗi cũng từng dính tai bay vạ gió vì chuyện tranh của Trương Tiểu Hàn. Cô nàng lại tiếp tục màn tung dưa quen thuộc, vẽ về một nam bình tinh xuất thân sao nhí, yêu đương hẹn hò với Tiểu Hòa có diễn xuất. Trong loạt ảnh Trương Tiểu Hàn ám chỉ xa năm này, cùng sa nữ đi ăn cơm hôi môi ngọt ngào bị trình tiểu hàn chụp được nhưng quên tắt phần lát khiến nam minh tinh buộc cô phải xóa sạch tất nhiên sau đó chiếc dưa này cũng chẳng đi đến đâu ngô lỗi vẫn trong sạch nhưng chỉ bị bàn tán ít lâu do chiếc chuyện tranh của trường tiểu hàn mà thôi thật ra trong những tháng đầu năm nay trương tiểu hàn vẫn không ngừng tung dưa hẹn hò qua chuyện tranh phong cách quen thuộc của cô một trong những đôi nổi bật nhất mà cô tung dưa hẹn hò là đặng luân và lý thấm thế nhưng vì dưa bở quá nhiều nên chẳng ai thèm tin nữa ấy vậy mà tiểu hàn chẳng biết đường tem tém đi lại cho lớn ám chỉ ngô kỳ long và lương thi thi ly hôn bằng chuyện tranh lần này cô nàng chắc chắn không thể yên bởi ngô kỳ long và không phải là ngôi sao trẻ dễ chọc như dương dương nhiệt bà hay ngô lỗi theo chúng tôi thầy webbo có khả nghiệp blogger chuyên tung giữa hẹn hò thế nhưng chơi dơ và chơi dài như trương tiểu hàn thì chẳng mấy ai chúng tôi thật hy vọng vợ chồng long thi lần này có thể giải quyết đẹp cô bé blogger chuyên vẽ chuyện tranh ít nhất là có thể làm hạ giận các fan của idol từng bị trường tiểu Hàn gây ảnh hưởng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!